Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 5 tháng 5, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và các ngành liên quan về kết quả xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 1. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc. Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng xây dựng và phát triển, trở thành một trong những trường chính trị dẫn đầu cả nước. Trong đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, được nhà trường quan tâm từ sớm theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo về số lượng và chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Nhà trường luôn chủ động nghiêm túc, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng toàn diện hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường đảm nhận, phối hợp với các địa phương đơn vị, đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo kịp thời với các cơ quan cấp trên theo phân cấp quản lý. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học được nhà trường quan tâm phát triển toàn diện. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023 đã tổ chức triển khai nghiên cứu và nghiệm thu đạt chất lượng 20 đề tài khoa học cấp trường và các nhiệm vụ tương đương, 16 đề tài cấp tỉnh và tương đương trở lên, phối hợp chủ trì tổ chức được 23 hội thảo khoa học cấp tỉnh và cấp trường. Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Tổng hợp các tiêu chí chỉ tiêu chuẩn theo quy định, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã đạt 6 trên 6 tiêu chí với 55 trên 55 chỉ tiêu. Trong các chỉ tiêu đã đạt có 26 chỉ tiêu vượt trội so với quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trân trọng cảm ơn sự ghi nhận và đánh giá khách quan của đoàn công tác đối với các tiêu chí chỉ tiêu của nhà trường. Đây là động lực để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 2 trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, 74 năm qua, kể từ ngày thành lập trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đều đánh giá cao vị trí của Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên của tỉnh. Tỉnh luôn quan tâm đầu tư để trường xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng viên vừa giỏi về chuyên môn, vừa tâm huyết, nhiệt tình, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu giảng dạy với tầm nhìn hướng tới xây dựng thành trường có quy mô cấp khu vực. Cùng với việc đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sớm tổ chức hội nghị thẩm định và công nhận Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Thanh Hóa sẽ quan tâm chỉ đạo nhà trường tiếp tục duy trì và nâng chuẩn mức độ 1, tiến tới xây dựng chuẩn mức độ 2, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi về chuyên môn, tâm huyết yêu nghề, tiếp tục chỉ đạo nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo cán bộ cấp cơ sở cả về chính trị, pháp lý và hành chính, xây dựng văn hóa Trường Chính trị tỉnh mẫu mực, đoàn kết nhân ái và có đặc trưng riêng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đến Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa về mọi mặt, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ về chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, có ý kiến với Ban Tổ chức, Ban Bí thư Trung ương sớm sửa đổi những quy định về đào tạo đang còn vướng mắc bất cập. Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ ấn tượng với các tiêu chí mà Trường Chính trị tỉnh đạt được, thể hiện sự không ngừng lớn mạnh và phát triển toàn diện của nhà trường. Trong đó, có nhiều tiêu chí đạt chuẩn mức độ 2. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực đổi mới sáng tạo trong xây dựng và phát triển của nhà trường, đặc biệt là trong đào tạo quốc tế, đào tạo theo chức danh và xây dựng văn hóa trường đảng. Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện báo cáo trình Hội đồng Thẩm định Trung ương công nhận Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 1. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 5 tháng 5, Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động và Tháng Công nhân năm 2023. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và đông đảo công nhân viên chức lao động tại khu kinh tế Nghi Sơn. Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động và Tháng Công nhân năm 2023 được phát động từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và kết nối công nhân, xây dựng tổ chức.
Theo đó, các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện các hoạt động chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp tổ chức. Các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ hài hòa trong doanh nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, từ đó nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các ban sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức, người lao động đã đóng góp tích cực vào công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm lo cho người lao động. Để tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ngành cần tích cực chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân người lao động. Đề nghị các cấp ngành bám sát mục tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động để cụ thể hóa những nội dung việc làm phù hợp với từng địa bàn, từng cơ sở, từng doanh nghiệp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động về chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, tích cực tham gia tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã trao 150 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao cờ lưu niệm cho Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, đại diện lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trao cờ luân lưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Định, đơn vị đăng cai tổ chức lễ phát động năm 2024. Ngày 5 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị về công tác thống kê toàn tỉnh. Các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Mạnh Hiệp, quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, chi cục thống kê trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, thời gian qua, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện nên có nhiều chuyển biến tiến bộ. Thông tin thống kê tin cậy, chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ những hạn chế bất cập. Một số ngành địa phương đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác thống kê nên chất lượng thông tin, số liệu thống kê có lúc còn hạn chế. Việc tính toán, cung cấp và sử dụng số liệu thống kê chưa thống nhất, cán bộ làm công tác thống kê tại nhiều cơ quan đơn vị còn thiếu hoặc kiêm nhiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, việc tổ chức hội nghị về công tác thống kê toàn tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng để các cấp ngành, các cơ quan đơn vị thống nhất về phương pháp tính toán, cung cấp và sử dụng số liệu thống kê nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như các địa phương. Tại hội nghị, Cục Thống kê tỉnh đã báo cáo thực trạng tính toán, biên soạn, cung cấp, sử dụng số liệu một số chỉ tiêu thuộc nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả nổi bật cùng những tồn tại hạn chế được phân tích chỉ rõ. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quyết định số 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề tập huấn nghiệp vụ thống kê, việc sử dụng số liệu thống kê. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, nhận thức và việc lãnh đạo chỉ đạo trong công tác thống kê ở cấp cơ sở có lúc có nơi chưa đúng mức, chưa bài bản, yêu cầu các cấp các ngành cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương không điều chỉnh các chỉ tiêu mục tiêu đã xác định từ đầu nhiệm kỳ, căn cứ số liệu của tỉnh, của Cục Thống kê, của huyện để so sánh, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thống kê phải đảm bảo đúng quy định, phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế. Đặc biệt, số liệu thống kê phải đúng và đủ, phản ánh sự thật, chứng minh cho việc đã làm tốt hoặc chưa tốt, từ đó có giải pháp thực hiện phù hợp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ngành tập trung thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thống kê tại các công văn đã được ban hành. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các sở ngành phải xác định công tác thống kê là nhiệm vụ quan trọng đối với cơ quan đơn vị, đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để điều hành, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho những người làm công tác thống kê thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thống kê, hướng dẫn về nội dung, phương pháp tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và phân tích đánh giá dự báo thống kê phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cấp ủy chính quyền. Đồng thời lưu ý các sở ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng ngành thống kê sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp thông tin trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt nhất cho công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản được xây dựng và vun đắp trong 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và địa phương, cơ quan, tổ chức của Nhật Bản cùng các nhà đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản luôn được các thế hệ lãnh đạo tỉnh quan tâm thúc đẩy và làm sâu sắc, đưa các quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Năm 2015 và 2017, đoàn công tác của chính quyền thành phố Oyabe thuộc tỉnh Toyama đã đến thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa, tìm hiểu kết nối đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và nông nghiệp. Bên cạnh đó, trong các năm 2017 và 2019, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức hai đoàn công tác cấp cao sang thành phố Oyabe thuộc tỉnh Toyama để triển khai các hoạt động đối ngoại, kết nối đầu tư, thương mại và du lịch. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa đã đón tiếp làm việc với nhiều đoàn công tác của Nhật Bản đến khảo sát cơ hội hợp tác tại tỉnh, làm sâu sắc quan hệ hợp tác với đại sứ quán, các tổ chức xúc tiến của Nhật Bản, thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tháp tùng Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản tổ chức tại Tokyo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký kết và trao bản ghi nhớ với công ty trách nhiệm hữu hạn Elmore Việt Nam về việc hợp tác thực hiện dự án trung tâm thương mại Elmore tại tỉnh Thanh Hóa, góp phần vào kết quả chung của hội nghị và mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành vào tháng 12 năm 2023, nhân dịp hai nước Việt Nam, Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 21 tháng 9 1973, 21 tháng 9 2023. Ngoài ra, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2027. Qua đó tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị đối ngoại nhân dân giữa tỉnh Thanh Hóa và Nhật Bản. Với sự chủ động và phối hợp hiệu quả trong hoạt động trao đổi đoàn ngoại giao các cấp giữa Thanh Hóa và các đối tác Nhật Bản, mối quan hệ giữa Thanh Hóa và Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, bền chặt, thiết thực và hiệu quả. Việc trao đổi đoàn là tạo cái cơ hội để cho các doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa cũng như là các tập đoàn doanh nghiệp của Nhật Bản đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm qua, việc hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản đã đem lại những cái kết quả thành công, tạo cơ hội cho các cái doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa một cách hiệu quả. Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia có số vốn đầu tư cao nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, một số dự án quy mô lớn đã được đưa vào hoạt động, trở thành hạt nhân có tác động lan tỏa trong tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, như dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy xi măng Nghi Sơn, nhiệt điện Nghi Sơn 2. Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương của Việt Nam có sức hút mạnh nhất với các doanh nghiệp của Nhật Bản. Có thể khẳng định, việc hai bên Thanh Hóa và các địa phương, cơ quan, tổ chức quốc tế của Nhật Bản chủ động phối hợp để triển khai các hoạt động trao đổi đoàn các cấp đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên, đưa quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Nhật Bản ngày càng hiệu quả, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Hôm qua ngày 5 tháng 5 tại khu dịch vụ thương mại tổng hợp Yên Trung, huyện Yên Định, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức công bố tuyến du lịch kết nối các huyện Yên Định, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đông đảo các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân là các địa phương có tài nguyên du lịch vô cùng đa dạng phong phú, với nhiều di tích danh thắng cấp tỉnh và quốc gia, tiêu biểu như Thành Nhà Hồ, khu di tích lịch sử Lam Kinh, đền thờ Lê Hoàn, đền Đồng Cổ, suối cá Cẩm Lương. Cùng với đó là nhiều lễ hội làng nghề truyền thống độc đáo, phong tục tập quán hấp dẫn, có thể khai thác các loại hình du lịch. Việc tổ chức công bố tuyến du lịch kết nối 4 huyện là một trong những giải pháp nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến nơi đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn, thông qua sự kiện này, tỉnh Thanh Hóa sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hợp tác của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh đến khảo sát, thiết kế các tour tuyến du lịch, quảng bá, giới thiệu, đưa khách du lịch trong nước và quốc tế đến với 4 địa phương. Trong dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã giới thiệu 4 tour du lịch nội vùng và 6 tour kết nối giữa các trọng điểm du lịch của tỉnh với các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức công bố tuyến du lịch kết nối các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá, việc công bố tuyến du lịch kết nối các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc là cơ sở quan trọng để các nhà đầu tư phát triển điểm đến du lịch. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, gia tăng các hoạt động trải nghiệm tại các điểm đến, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên lợi thế của từng địa phương để tạo sức hút đối với du khách. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, những năm qua, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa còn tiên phong tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người dân vùng cao biên giới và ở các địa phương nơi đơn vị đứng chân. Giúp dân đào ao thả cá phát triển kinh tế, hỗ trợ con giống và hướng dẫn cách chăm sóc đàn vật nuôi. Chỉ cách trồng rừng, nhân rộng vườn cây ăn quả và đặc biệt là vận động người dân không nuôi thả gia súc gia cầm dưới gầm nhà sàn là những hoạt động thiết thực mà các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát đã thực hiện được trong quá trình chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Chung sức cùng xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua đồn biên phòng Pù Nhi đã giúp 102 hộ ở các bản thuộc huyện Mường Lát thoát nghèo, hoàn thành mục tiêu đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở cho 242 hộ dân. Là vùng có nhiều người dân tộc Mông, Thái và Khơ Mú sinh sống, do đó để góp phần hoàn thành tiêu chí 19, tiêu chí đảm bảo an ninh, quốc phòng, đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức cho các hộ dân ký cam kết và tích cực cùng lực lượng chức năng tuyên truyền giúp đỡ đồng bào, không theo các tổ chức bất hợp pháp. Nhờ sự chung tay của bộ đội biên phòng, phong trào xây dựng nông thôn mới ở 3 xã do đồn quản lý là Pù Nhi, Nhi Sơn và Mường Lý đã có chuyển biến rõ nét. Hiện xã Pù Nhi đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí, xã Nhi Sơn đạt 9 trên 19 tiêu chí và Mường Lý đạt 5 tiêu chí. Chúng tôi sống ở bản lâu nay cũng đã có ý thức vươn lên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đời sống còn rất khó khăn, địa hình thì phức tạp. Được sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng, các anh đã hướng dẫn cho cách chăn nuôi, đào ao thả cá, làm đường giao thông. Dân bản rất vui mừng và tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm thiết thực, với những mô hình cụ thể để nhân dân học tập, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Cụ thể thì chúng tôi sẽ đi đầu trồng khoảng 5 hectare cây đào và mận, sau đó sẽ hướng dẫn bà con làm theo. Đặc biệt là tại bản Na Tao, xã Pù Nhi, đang tích cực hoàn chỉnh các tiêu chí cuối cùng để về đích nông thôn mới. Thì đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và đặc biệt chúng tôi đã nhận 10 hộ gia đình để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đạt các tiêu chí về đích nông thôn mới. Trong quá trình triển khai chương trình biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, không chỉ bộ đội biên phòng Pù Nhi mà 16 đồn biên phòng còn lại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia. Các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi phương thức canh tác nhằm nâng cao năng suất và thu nhập. Các đơn vị cùng với chính quyền các địa phương đã xây dựng được 743 mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tham gia làm mới tu sửa 597 km đường giao thông nông thôn, 1.152 km kênh mương thủy lợi,
khai hoang phục hóa 121 hectare ruộng nước. Hàng năm, các đơn vị cũng đã phát động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ từ 500 đến 800 triệu đồng giúp nhân dân mua cây, con giống và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo. Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng nói chung, rồi đặc biệt là đồn biên phòng Tiến Mường Lát tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh cho đồng bào nhân dân để phát huy nỗ lực hơn nữa trong tham gia các hoạt động để xây dựng nông thôn mới, triển khai đồng bộ các cái hoạt động phong trào về phát triển kinh tế xã hội là cơ sở tiềm lực, cái động lực rất là tốt để giúp cho là hoàn thành các cái tiêu chí về đích nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về bộ tiêu chí về đường liên thôn, tiêu chí về mức độ hài lòng, rồi là đặc biệt nó là an ninh trật tự. Cùng với việc tham mưu xây dựng củng cố cơ sở chính trị địa phương, giúp dân phát triển kinh tế xã hội để xây dựng nông thôn mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa còn làm tốt công tác huy động, phát huy sức mạnh toàn dân trong tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, phối hợp với Hội nông dân tỉnh thực hiện tốt đề án chăn nuôi lợn nái địa phương, sinh sản cung cấp con giống cho các hộ nghèo trong khu vực biên giới, hoàn thành 20 trên 20 mô hình, cấp gần 1.200 con giống cho trên 400 hộ nghèo. Những kết quả trên của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp, đồng thời góp phần phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, trong tháng 4 vừa qua, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các chuyến xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện mang tên Ánh sáng tri thức tới tất cả các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Những chuyến xe Ánh sáng tri thức được kỳ vọng mang đến trải nghiệm đọc sách thú vị cho giới trẻ, đặc biệt là trẻ em ở những vùng quê nghèo còn nhiều khó khăn. Thiết kế khoa học hiện đại, trang bị nhiều đầu sách hấp dẫn cùng hệ thống máy tính nối mạng Internet, tất cả đều được tích hợp trên một chiếc ô tô thư viện lưu động đa phương tiện nhỏ gọn mang tên Ánh sáng tri thức của Thư viện tỉnh Thanh Hóa. Trên xe trang bị 6 bộ máy tính, một máy chủ, phần mềm ứng dụng hoạt động, TV, máy chiếu, màn chiếu, máy phát điện, khoảng 3.700 cuốn sách và nhiều thiết bị phục vụ bạn đọc. Những chuyến xe thư viện lưu động đang mang sách đến gần hơn với học sinh, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình đọc sách như thế này. Qua việc này em nhận được rất nhiều kỹ năng trong sách và được nhiều điều bổ ích. Em rất vui và hào hứng. Trong tháng 4, Thư viện tỉnh đã tổ chức 32 chuyến xe thư viện lưu động đến 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó giúp cho hàng nghìn em nhỏ có cơ hội được tiếp cận nhiều cuốn sách mới với nhiều cách đọc sách mới. Thư viện lưu động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trong tháng 4 nhằm khích lệ tinh thần đọc sách của tất cả mọi người. Thư viện tỉnh có xây dựng cái kế hoạch là phục vụ xe lưu động trên toàn hệ thống thư viện của các trường cũng như trên địa bàn của tỉnh, mà đặc biệt đó là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng thật sự khó khăn ở miền núi, thì những cái này là một trong những cái đối tượng các học sinh là rất ít có khả năng tiếp xúc được với nhiều cái nguồn sách, mà trong cái xe lưu động thì cái nguồn sách hàng năm được bổ sung làm mới rất là lớn, mà một trong những cái chuyến đi đem lại được ấy, thì có nghĩa là cái nguồn sách đến được với các em nó có ý nghĩa và nâng cao cái nhận thức trong cái văn hóa đọc cũng như là cái yêu quý sách hơn, có những cái để các em có nhìn nhận về nâng niu cái giá trị của cuốn sách. Thời gian tới, Thư viện tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc thời kỳ 4.0 và một trong những hoạt động nòng cốt là duy trì các chuyến xe thư viện lưu động. Ngoài ra, Thư viện tỉnh sẽ hỗ trợ tích cực cho các địa phương, trường học phát triển các mạng lưới thư viện công cộng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân ở cơ sở. Chiều qua ngày 5 tháng 5 tại thị xã Nghi Sơn đã diễn ra lễ phát động chương trình Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa chung tay bảo vệ môi trường. Chương trình Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa chung tay bảo vệ môi trường được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa và nhân dân về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường thông qua các việc làm, hành động cụ thể, thiết thực như cùng nhau thu dọn, làm sạch môi trường xung quanh, không xả rác bừa bãi, bảo vệ và sống thân thiện với môi trường. Với thông điệp hành động bảo vệ môi trường vì tương lai xanh, sạch biển, sạch môi trường, sạch nhà mình, hơn 100 hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với tỉnh đoàn Thanh Hóa, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Hồng Đức ra quân dọn dẹp vệ sinh tại khu vực biển Hải An, thị xã Nghi Sơn. Kết quả sau một buổi ra quân, hàng chục bao rác thải đã được thu gom, góp phần tạo môi trường xanh, sạch đẹp.
Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa, sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, số lượng người lao động đến làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến. Chỉ trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5, đã có gần 2.900 người đến làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có 377 người đến thực hiện thủ tục lần đầu và gần 2.500 người khai báo hàng tháng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân tránh ùn ứ, quá tải tại các khu vực dịch vụ, Trung tâm đã huy động tối đa nhân lực, tăng cường cán bộ hướng dẫn nhằm hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi. Trung tâm cũng đã tăng cường thêm cái nhân lực, rồi là các cái trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác chuyên môn, phân luồng đối tượng đến các cái dịch vụ công việc cần thiết, cần giao dịch để làm sao mà đảm bảo giải quyết các cái chế độ chính sách kịp thời cho người lao động, cũng như là phối hợp với các cái đơn vị chi trả bảo hiểm xã hội tỉnh, rồi là bưu điện, rồi các ngân hàng, làm sao mà thực hiện thông suốt các cái quy trình nghiệp vụ. Tính chung 4 tháng đầu năm, số lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa là 8.540 người, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2022. Xu hướng tăng này đã phản ánh phần nào tình hình lao động bị mất việc, nghỉ việc trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường kết nối cung cầu lao động, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị địa phương thu thập thông tin, dữ liệu về những vị trí việc làm còn trống và thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp, đồng thời khai thác nhu cầu tìm việc của những người đến làm thủ tục, đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đối tượng lao động tự do, từ đó tư vấn hướng nghiệp cho người lao động. Trong khi mình tìm kiếm việc làm, mình chưa biết không công ty tuyển dụng á, thì ở đây người ta có rất nhiều công ty để cho mình lựa chọn. Mình có thể tham khảo rất là nhiều công ty ở gần khu vực của mình để mình tìm kiếm việc làm dễ hơn. Theo dự báo của ngành công thương, trong quý 2, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhiều ngành hàng phục hồi và tăng trưởng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giữ ổn định lực lượng lao động và tuyển dụng lao động mới. Do vậy, bên cạnh việc tạo thuận lợi tối đa để người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, ngành lao động thương binh và xã hội cũng sẽ tăng cường các hoạt động giải quyết việc làm, đặc biệt là hỗ trợ việc làm bền vững, giúp người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần kéo giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vẫn tồn tại các chợ cóc, chợ tạm, các tụ điểm kinh doanh tự phát dọc các tuyến phố, khu dân cư. Tình trạng này ảnh hưởng tới an toàn giao thông, trật tự vệ sinh và mỹ quan đô thị. Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tăng cường công tác xử lý, xóa bỏ chợ cóc, các tụ điểm kinh doanh tự phát, yêu cầu các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Nhằm tăng cường công tác xử lý chợ cóc, chợ tạm, các tụ điểm kinh doanh tự phát, thành phố Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các phường, xã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm sử dụng lòng đường, vỉa hè, các khu đất trống để kinh doanh. Bên cạnh đó, các phường, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động, ký cam kết với người dân, hộ kinh doanh, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, tích cực tham gia phong trào ứng xử văn minh, xây dựng môi trường sạch đẹp. Để tránh tình trạng người dân tái họp chợ tại một số khu đất trống, một số phường xã đã tiến hành lập hàng rào, tổ chức kẻ vẽ vạch sơn cứng các vị trí đậu đỗ xe ô tô phục vụ nhân dân trong khu vực. Khi mà thực hiện triển khai công tác ra quân thì về phía nhân dân thì sau khi đã được tuyên truyền vận động thì nhân dân cũng đã chấp hành tốt. Tuy nhiên thì vẫn còn những cái trường hợp mà chưa chấp hành, có cái sự chống đối thì lực lượng chức năng cũng đã cương quyết để xử lý, để nhằm lập lại cái trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường sáng xanh sạch đẹp. Trong quá trình ra quân, lực lượng chức năng của các phường xã đã rà soát, nắm bắt các lỗi vi phạm của các hộ kinh doanh. Đa số người dân đều nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Nhiều lúc cũng vì mưu sinh cuộc sống nên chúng tôi là cũng có thực ra là vi phạm cái quy tắc, là cũng bày tràn ra cái lòng đường vỉa hè, nhưng mà cũng thực sự là được các cơ quan chức năng, ví dụ như quy tắc phường, quy tắc thành phố nhắc nhở và cũng đã ký cam kết để không vi phạm. Tôi bán hàng ở đây cũng rất lâu rồi nhưng mà cũng có lấn chiếm ở ngoài lòng đường, nhưng mà nghe lực lượng chức năng đã tuyên truyền thì chúng tôi đã kéo xe dẹp vào bên trong đây để giả lại cho người đi bộ và giả lại mặt đường cho thông thoáng cho mọi người đi lại. Để chợ cóc, chợ tạm, các điểm kinh doanh tự phát không tái phát trở lại, Ủy ban Nhân dân và lực lượng chức năng các phường xã cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, nhắc nhở cũng như xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần có ý thức tự giác chấp hành quy định về hành lang an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Về lâu dài, các đơn vị địa phương cần có chính sách hỗ trợ,
vận động thu hút người dân, các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại các điểm chợ đã được quy hoạch. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.